Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp năm 2020 phát tài, lộc trời rơi xuống đầu, tiền tỷ cầm tay. Vậy thì ai sẽ là con giáp thành công trong năm 2020 dễ phát tài mà cũng dễ thăng quan tiến chức, đủ may mắn đang chờ đợi ở phía trước? Và bây giờ xin mời quý vị, anh chị và các bạn sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Tỵ. Thì bước sang năm Canh Tý 2020 thì tuổi Tỵ có nhiều cát tinh hỗ trợ, con đường phía trước rộng mở thênh thang. Tất nhiên vẫn sẽ có khó khăn xui xẻo đeo bám, nhưng bạn hoàn toàn có thể lật ngược được thế cờ mà giành thắng lợi. Các cái mối quan hệ xã giao hữu hảo sẽ giúp ích khá nhiều cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm thành công. Bản mệnh không phải lúc nào cũng gặp may mắn thuận lợi trong công việc, chuyện không như ý nhiều vô số. Có điều thì những chú rắn có cái sự thông minh tài trí vốn có, chỉ cần bình tĩnh đào sâu suy nghĩ tìm cách ứng phó thì sẽ nhanh chóng tìm được đáp án cho mình. Khi ấy chẳng những năng suất làm việc tăng cao mà hiệu quả công việc cũng tăng gấp bội. Đợi tới khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì tuổi Tỵ sẽ lên như diều gặp gió, quý nhân vây quanh giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Và tử vi năm 2020 cho thấy thì con giáp này không thăng quan thì cũng phát tài, chẳng chật đi đâu được. Thứ hai đấy là tuổi Dậu. Thì những người sinh năm Dậu thường có tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Con giáp này làm gì cũng và có chính kiến của riêng mình, nhờ thế mà hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để đạt được thứ mình muốn. Tử vi phương Đông cho thấy thì năm nay bản mệnh được cát tinh tham lang chiếu rọi, vận xui chuyển thành may, sự nghiệp cất cánh bay cao bay xa, tiền bạc cũng dồi dào phú quý hiếm ai bằng. Cơ hội để con giáp này nắm giữ được may mắn không hề ít. Vì thế mà cuộc sống giàu sang phú quý không hề ở trong mơ mà nằm ngay trong tầm tay của những chú gà này. Hơn thế nữa, trong các tháng đầu năm, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng phát tài nhờ kinh doanh buôn bán. Tất cả là nhờ cái duyên tự thân. Thế nên ai theo nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề marketing thì đúng là kiếm tiền trắng người tay. Con đường sự nghiệp cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi mà bản mệnh dù bề ngoài vui vẻ nhưng luôn giữ sự nghiêm túc cần thiết khi làm việc, không hề đùa cợt với chén cơm của mình. Người chăm chỉ, cần cù chẳng bao giờ lo đói ăn. Ông trời đều có mắt nhìn thấy những cố gắng của bạn. Điểm báo tử vi cho thấy thì tuổi Dậu là con giáp thành công năm 2020, cả đường công danh và đường tài lộc đều có dấu hiệu đáng mừng. Và sau những phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Cuộc sống này chẳng lúc nào quá dễ dàng thuận lợi với bất cứ ai, song chỉ cần chúng ta là quyết tâm nhìn về phía trước thì chắc chắn hy vọng sẽ luôn còn và thành công cũng không quá xa vời. Thứ ba đấy là tuổi Ngọ. Con giáp này vốn tính tình ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, có thể đắc tội với không ít người nhưng cũng được rất nhiều người yêu mến. Nhờ có nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể có được những cái cơ hội hiếm có trong năm 2020 này. Cung nô bộc của bản mệnh có sao Phượng Cát nhập mệnh. Nhờ thế mà những cái vận xui đeo bám trước đó dần tan biến. Con giáp này có thể đoán được nhiều may mắn đến với mình trong cái thời gian tới. Chẳng những thế thì bản mệnh còn gặp nhiều điều thuận lợi trong cả cái công việc và chuyện kiếm tiền, dễ đạt được thành công ngoài mong đợi, không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc. Tuy nhiên thì bản mệnh không nên quá gấp gáp vội vàng mà cần phải là biết kiên trì để chờ đợi thời cơ chín muồi. Khi ấy bạn có thể giành được thành công dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Con đường phía trước thênh thang rộng mở, may mắn luôn theo chân những chú ngựa, hãy mạnh dạn thực hiện những cái kế hoạch của mình. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp
năm 2020 phát tài, lộc trời rơi xuống đầu, tiền tỷ cầm tay. Và chúng ta cũng đã biết được ba con giáp đấy là ba con giáp nào dễ phát tài mà cũng dễ thăng quan nhất trong năm 2020 này. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được nhiều những cái kiến thức hay và bổ ích. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.